nguyên lý hoạt động của mạch đề nghi xi nhan. Mỗi một mạch dùng cho bên một bên xi nhan. Hai dây này là dây cấp nguồn cho đề nghi sáng, dây này dây mát, dây này dây dương. Khi mình cấp nguồn vô thì hai dây này tới bóng đèn xi nhan nó sẽ sáng. Khi có tín hiệu xi nhan vào và tín hiệu xi nhan thì tín hiệu sẽ được truyền vào đây, đi theo cái con diode này tới đây. Rồi khi mà truyền tín hiệu tới đây thì cái con relay này sẽ được cấp nguồn, rồi cái tiếp điểm của nó đang từ đây thông qua đây nó sẽ nhảy qua đây, nên cái đề mi nó sẽ tắt. Rồi đồng thời tín hiệu xi nhan đi vào đâu thì nó sẽ ra thẳng ngay dây này luôn. Tín hiệu xi nhan của mình là từ cục chớp ra, nó ngắt quãng, nên cái con led của mình nó cũng sẽ chớp tắt ngắt quãng. Khi mà không còn tín hiệu xi nhan nữa thì cái tiếp điểm ở bên vị trí này nó sẽ nhảy qua trả qua đây, tức là cấp nguồn để mi tiếp tục sáng. Đó là nguyên lý hoạt động.